Ai cũng đã từng có khát khao, nhưng không phải ai cũng làm chủ được. Vì tuổi trẻ, vì nhiệt huyết, bạn có dám làm chủ khát khao của chính mình để tạo nên sự khác biệt? Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, gia nhập thế hệ tư vấn tinh hoa của AIA. Cơ hội thăng hoa sự nghiệp với dự án chuyên biệt từ AIA Việt Nam dành cho những ai mạnh mẽ theo đuổi khát khao. Mô hình tư vấn tài chính tinh hoa của AIA hỗ trợ 6 hoạt động lý tưởng dành cho những ai đang ước mơ khởi nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng, huấn luyện thực tiễn với các công thức thành công được chuyển giao và rèn luyện hàng tuần, quy trình quản lý hoạt động tối ưu, ứng dụng công cụ kỹ thuật số, dòng sản phẩm sức khỏe tiên phong và duy nhất, môi trường năng động theo lối sống khỏe. Đường đua tinh hoa của bạn khởi đầu từ vị trí chuyên viên tư vấn tài chính rồi phát triển thành tư vấn tinh hoa, phấn đấu hơn nữa để trở thành tư vấn tinh hoa cấp cao. Từ đó là bàn đạp vững chắc bước lên đỉnh cao sự nghiệp với danh hiệu MDRT danh giá. Đây là danh hiệu cao quý có giá trị toàn cầu mà bất kỳ ai trong ngành tư vấn tài chính đều mong muốn đạt được. Không chỉ sự nghiệp mà cuộc sống và vị thế của bạn cũng sẽ được nâng lên tầm cao mới. Bên cạnh đó, nếu có tố chất lãnh đạo, bạn có thể phát triển bản thân theo hướng cấp cao quản lý tinh hoa với vai trò trưởng phòng kinh doanh và từng bước trở thành thành viên ban giám đốc kinh doanh trong đội ngũ. Dù bạn lựa chọn con đường nào, bạn cũng sẽ trở thành một tinh hoa của AIA. Được trang bị kiến thức, kỹ năng và được rèn luyện hình thành những thói quen tốt để thành công, AIA luôn ghi nhận mọi giá trị đóng góp của bạn thông qua thu nhập xứng đáng với nỗ lực, những chương trình tưởng thưởng xuyên suốt và vinh danh cá nhân xuất sắc. Cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn khi chính bạn là người đồng hành, bảo vệ cho hàng triệu gia đình Việt Nam trước những rủi ro biến cố. Thậm chí, bạn còn có thể giúp họ sống khỏe và cải thiện sức khỏe của họ ngày càng tốt hơn. Sự nghiệp của bạn được đảm bảo và cam kết phát triển từ AIA Việt Nam, công ty bảo hiểm uy tín hàng đầu, được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á, môi trường làm việc lý tưởng, công nghệ xuất sắc toàn châu Á, nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và nhận bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ. Vì khát khao cháy bỏng, vì khả năng của bạn là vô hạn, hãy bứt phá khỏi vùng an toàn, nâng tầm sự nghiệp cá nhân. Chào đón bạn trở thành tư vấn tinh hoa AIA.